Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sáng ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Tại cuộc họp, các đại biểu đã khẳng định 10 mặt được nổi bật trong quý 1 về phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tăng trưởng GDP quý 1 đạt 5,66%, cao nhất so với cùng kỳ từ 2020 và cao hơn kịch bản đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, xuất khẩu tiếp tục tăng cao, tiếp tục xuất siêu lớn, góp phần bảo đảm cán cân thanh toán. Các lĩnh vực dịch vụ du lịch phục hồi mạnh. Về các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5%. Đẩy mạnh cái tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thì có cái động lực truyền thống như là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng và đẩy mạnh hơn nữa cái động lực mới là tăng trưởng xanh, tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, rồi kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Tiếp tục đẩy mạnh ba cái đột phá chiến lược về phát triển cái hạ tầng đồng bộ chiến lược, rồi liên quan đến thể chế, liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà trước mắt là tập trung để mà làm tốt cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 về các cái luật, các cái nghị quyết của Quốc hội, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, rồi kinh tế đối ngoại, rồi hội nhập quốc tế để góp phần củng cố tăng cường cái vai trò vị thế uy tín của Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sớm nhất, giữ vững ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, không để xảy ra những biến động bất lợi, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước quốc tế, phấn đấu tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Chiều tối ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước năm 2024. Thủ tướng chỉ rõ 4 định hướng lớn và 6 biện pháp cụ thể với ngoại giao kinh tế thời gian tới. Theo đó, tích cực chủ động truyền tải thông điệp tới các đối tác quốc tế về tinh thần cầu thị và cam kết của chính phủ, bảo đảm môi trường chính trị, đầu tư, kinh doanh an toàn, hấp dẫn tại Việt Nam, đôn đốc triển khai các thỏa thuận, cam kết quốc tế đã ký kết, củng cố quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với các thị trường lớn, chủ chốt và mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chú trọng hơn các địa bàn tiềm năng, còn nhiều dư địa hợp tác UAE, Trung Đông, Châu Phi, thị trường Hà Lan, tạo đột phá trong thu hút đầu tư các lĩnh vực mới như bán dẫn, AI, năng lượng, tổ chức thiết thực hiệu quả diễn đàn trí thức chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài sắp tới, nâng cao chất lượng, tính nhạy bén, kịp thời của công tác nghiên cứu, thông tin, tham mưu chiến lược. Các chủ thể hôm nay trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ thuộc chức năng quyền hạn của mình thì đẩy mạnh ba cái phát huy. Cái phát huy thứ nhất là phát huy thế và lực của đất nước để đẩy mạnh cái xuất khẩu và cái thu hút đầu tư nước ngoài. Cái phát huy thứ hai là phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, để đẩy mạnh cái ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa kết hợp với giao lưu nhân dân, phát triển du lịch. Cái phát huy thứ ba là phát huy tính sáng tạo, năng động, linh hoạt, thông minh của người Việt Nam để đa dạng hóa cái thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa cái chuỗi sản xuất và phát huy tối đa cái hiệu quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp trong cái tình hình hiện nay. Thủ tướng nhấn mạnh công tác ngoại giao kinh tế cần phải có những đột phá trong năm nay với tinh thần đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành động, cơ hội phải nắm bắt, vướng mắc phải tháo gỡ, giải quyết phải đột phá, triển khai phải quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Tại phiên họp của Ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Xây dựng phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời, cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản phù hợp về đổi mới, phát triển giáo dục mầm non. Đổi mới và phát triển giáo dục mầm non phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, hiến pháp, chính sách, pháp luật của nhà nước, phù hợp xu thế phát triển thời đại, phù hợp thực tiễn, hoàn cảnh đất nước trong bối cảnh hiện nay, tháo gỡ được các vướng mắc, đổi mới cách huy động nguồn lực, lấy hợp tác công tư là chính. Để xử lý giải quyết 3 điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non về nhân lực, về cơ sở vật chất, tiếp cận chưa bình đẳng về giáo dục mầm non, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Thủ tướng yêu cầu rà soát có cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực cho giáo dục mầm non, nhất là chính sách về thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng, vấn đề xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp của người dân, cơ chế chính sách huy động nguồn lực con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giáo dục mầm non như vấn đề biên chế giáo viên. Trên tinh thần dây không đội cột, cột không đội móng, móng không đội một người làm mà phải nhiều người làm, chậm nhất ngày 30 tháng 6 tới đây phải đưa dự án vào khai thác. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì họp với các bộ ngành địa phương đơn vị về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đến phố nối tỉnh Hưng Yên chiều ngày 1 tháng 4 tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương đơn vị phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các phần việc còn lại, tiếp tục phối hợp rà soát các vấn đề liên quan, kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, bảo đảm kịp thời tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, nhất là an toàn lao động tại các vị trí có địa hình khó khăn, phức tạp và vào thời điểm thời tiết không thuận lợi. Các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao hành lang tuyến để chủ đầu tư thực hiện công tác giải, kéo dây dẫn, khẩn trương di rời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo an toàn hành lang tuyến. Chiều ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc tiếp đại sứ Pháp Olivier Brochet nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt các chuyến thăm cấp cao, triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, mong muốn Pháp phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, dược phẩm. Đề nghị Pháp ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng về hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn Pháp tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp làm ăn, học tập và sinh sống để phát huy vai trò cầu nối kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano de la Sala tới chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại sứ Carmen Cano de la Sala thúc đẩy các doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh như hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, du lịch, giáo dục, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao khoa học công nghệ. Thủ tướng đề nghị hai nước sớm họp phiên thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Về kinh tế thương mại, Thủ tướng mong muốn hai nước tranh thủ tối đa các cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU đem lại. Đề nghị Tây Ban Nha mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông nghiệp, điện tử, hàng dệt may, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón nhận những mặt hàng chất lượng cao của Tây Ban Nha. Sáng ngày 6 tháng 4 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế và thăm một số công trình dự án trọng điểm của địa phương. Chia sẻ tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tóm tắt quy hoạch trong 13 chữ: bản sắc, thông minh, thích ứng xanh, sạch, đẹp, an toàn, bền vững. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, đẩy mạnh hợp tác công tư, đầu tư hạ tầng chiến lược, đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy hiệu quả 3 trung tâm động lực kinh tế của tỉnh, bố trí nguồn lực thực hiện đồng bộ hiệu quả không gian phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch, kinh tế di sản theo hướng xanh, số, tuần hoàn. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế giai đoạn 2 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được Chính phủ và Bộ Y tế lựa chọn để nâng cấp trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo cao cấp Việt Nam 2024 VELPER tại Trường Đại học Harvard Hoa Kỳ. Tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh,
Qua 8 lần tổ chức thành công, chương trình lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã trở thành một trong những chương trình đối thoại tư vấn chính sách uy tín thông qua trao đổi và đối thoại để tăng cường sự hiểu biết, củng cố lòng tin, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng tin tưởng chương trình Velber năm nay sẽ giúp gợi mở nhiều vấn đề mang tính chiến lược, định hình tầm nhìn cùng những khuyến nghị cụ thể thực chất cho Việt Nam. Chương trình lãnh đạo cao cấp Việt Nam năm nay tập trung thảo luận các nội dung như triển vọng của kinh tế thế giới, kinh tế châu Á, đánh giá các xu thế chuyển đổi lớn và tác động đến kinh tế Việt Nam, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới ở Việt Nam và các giải pháp vượt qua bẫy thu nhập trung bình và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong thời gian chương trình lãnh đạo cao cấp Việt Nam tại Boston chiều ngày 2 tháng 4 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có cuộc trao đổi với đại diện thương mại Catherine Tai và gặp đại diện trí thức người Việt tiêu biểu. Tại cuộc trao đổi với đại diện thương mại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước đang tạo không gian và động lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực đột phá như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo. Tại cuộc gặp đại diện trí thức Việt kiều tiêu biểu, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, đánh giá cao và mong muốn cộng đồng tiếp tục có những dự án, hoạt động cụ thể, đóng góp tích cực vào việc triển khai các ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Sáng ngày 1 tháng 4, tại cuộc làm việc giải quyết khó khăn vướng mắc về nguồn cát đắp nền cho dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát về khả năng cung ứng cát theo mốc tiến độ các dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng để vận dụng các cơ chế gia hạn cấp lại giấy phép nâng công suất khai thác mỏ cát phục vụ dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế đặc thù đã được Quốc hội cho phép. Các ban quản lý dự án, nhà thầu cao tốc Bắc Nam đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động tham gia hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, máy móc, con người để khẩn trương nâng công suất hoặc sớm đưa vào khai thác các mỏ mới đúng quy định. Đồng thời các bộ ngành theo lĩnh vực quản lý phải sớm công bố kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị quy trình thủ tục về cấp phép, định mức, đơn giá khai thác cát biển, hoàn thiện quy định sử dụng nguồn vật liệu từ các dự án nạo vét luồng lạch để làm vật liệu san lấp, xây dựng phương án nhập khẩu vật liệu xây dựng. Những thành tựu di sản phát triển Nha Trang Khánh Hòa cần phải được gìn giữ, phát huy, phát triển một cách bền vững hiệu quả. Đây là chia sẻ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang 1924-2024, 15 năm được công nhận là đô thị loại 1 thuộc tỉnh Khánh Hòa sáng ngày 2 tháng 4. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần đổi mới sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Phó Thủ tướng cho rằng Nha Trang Khánh Hòa cần tổ chức không gian phát triển khoa học hợp lý trong quá trình triển khai các quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành khai thác hiệu quả không gian ngầm để chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng lên giá trị của cảnh quan tự nhiên, đồng thời bảo đảm quỹ đất cho không gian xanh, không gian văn hóa công cộng, giáo dục đào tạo, y tế, hệ thống an sinh đồng bộ cho người dân. Chính phủ mới đây đã ban hành nghị quyết số 38 NQCP ngày 2 tháng 4 năm 2024, ban hành chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương trình hành động phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2025 tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, bảo đảm các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp phải có tổ chức bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ cán bộ viên chức gắn với vị trí việc làm, phương thức quản lý theo hướng tiên tiến. Trước tình trạng hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung Tây Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành chỉ thị số 11, yêu cầu các bộ ngành đơn vị trực thuộc Trung ương, các địa phương liên quan cần nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án phòng chống nắng nóng, hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn ở địa phương, phù hợp với các kịch bản nguồn nước, chủ động nạo vét các kênh mương, hồ chứa nước bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước, vận hành hiệu quả các hệ thống công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập
cổng thông tin điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.